Thưa quý vị và các bạn, chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt Yêu lẽ phải trong tình thương nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn đã tổ chức tổng duyệt vào tối hôm qua mùng 6 tháng 4. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hồ Đại Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã cùng dự buổi tổng duyệt. Chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt Yêu lẽ phải trong tình thương nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn mùng 7 tháng 4 1907, mùng 7 tháng 4 2022 do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo nội dung. Tác giả kịch bản và tổng đạo diễn dàn dựng là nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Chương trình được tổ chức tại không gian của đình làng Bích La, quê hương Tổng Bí thư Lê Duẩn. Với thời lượng 120 phút được chia làm nhiều phân đoạn, chương trình sân khấu thực cảnh đã tái hiện cuộc đời, thân thể sự nghiệp của Tổng Bí thư gắn liền với những dấu mốc của lịch sử dân tộc. Bằng nhiều hình thức thể hiện khác nhau như từ sự, ca vũ hay chuyển động hình thể, các phân đoạn được dàn dựng công phu và xúc động. Sau 2 giờ theo dõi chương trình nghệ thuật, đồng chí Nguyễn Đăng Quang đánh giá cao sự nỗ lực của tác giả kịch bản và tổng đạo diễn dàn dựng chương trình. Nhà văn Nguyễn Quang Vinh cùng ekip thực hiện đã vượt qua trở ngại của thời tiết và dịch bệnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn tổng đạo diễn chú trọng nhấn mạnh về sự nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư gắn liền với những bước ngoặt quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, nhất là trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước, và khai thác sâu hơn khía cạnh Tổng Bí thư Lê Duẩn là người đặt nền móng tư tưởng cho công cuộc đổi mới đất nước. Để chương trình sân khấu thực cảnh đạt chất lượng cao, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu ekip cần điều chỉnh một số vấn đề khác cho phù hợp trước khi chính thức biểu diễn trước công chúng vào lúc 20 giờ tối nay, mùng 7 tháng 4.